Trên đường từ phi trường Lima về dinh chính phủ, xe Đức Giáo Hoàng bị xì lốp nên ngài phải đổi xe. Đến trụ sở chính phủ vào lúc gần 5 giờ, Đức Thánh Cha được Tổng thống Peru, ông Pablo Kuczynski và phu nhân tiếp đón và mời ngài tiến lên lễ đài trong khuôn viên tòa nhà, trong khi một ban nhạc thiếu nhi Manchai trình diễn một bài chào mừng. Bienvenido, Santo Padre, Papa Francisco. Bienvenido a esta casa de gobierno. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Peru, Đức Thánh Cha đã đi từ khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ngài tại nước này là đoàn kết để hy vọng và nói: Khi nhìn đất nước này, tự nó đã là một động lực để hy vọng. Một phần lãnh thổ đất nước, quý vị, là vùng Amazonia mà tôi đã viếng thăm sáng nay và là một vùng nhiệt đới lớn nhất và hệ thống sông ngòi trải rộng nhất thế giới. Buồng phổi này là một trong những vùng có nhiều sinh vật khác nhau nhất thế giới với những giống loại rất khác biệt. Quý vị cũng có sự đa nguyên rất phong phú về văn hóa, ngày càng ảnh hưởng với nhau. Giới trẻ tại đây cũng thực là một thực tại sinh động mà xã hội này sở hữu. Peru thực là phần đất hy vọng mời gọi hiệp nhất và thách thức dân tộc hãy đoàn kết với nhau. Dân tộc này có trách nhiệm đoàn kết, hiệp nhất với nhau để bảo vệ tất cả những động lực hy vọng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bóng đen đang đe dọa, nhân loại có bao nhiêu quyền lực trên chính mình và không gì có thể bảo đảm nhân loại sẽ dùng quyền lực ấy một cách tốt đẹp. Nhất là nếu chúng ta để ý cách thức mà nhân loại đang sử dụng quyền lực này. Ngài nói, điều này được biểu lộ rõ ràng qua cách thức chúng ta đang khai thác bóc lột phần đất của các tài nguyên thiên nhiên. Nếu không có các tài nguyên này thì không thể có hình thức sự sống nào. Sự đánh mất các rừng già và rừng cây không những có nghĩa là đánh mất đi các loài sinh vật, nhưng còn có thể là đánh mất trong tương lai những tài nguyên hết sức quan trọng và đánh mất cả những tương lai sinh tử, rốt cuộc khiến cho toàn thể hệ thống môi sinh bị biến thái. Trong bối cảnh này, đoàn kết để bảo vệ hy vọng có nghĩa là thăng tiến và phát triển một nền sinh thái học toàn diện, thay thế cho kiểu mẫu phát triển tuy đã lỗi thời, nhưng nó còn tiếp tục làm suy thoái con người, xã hội và môi trường. Điều này đòi hỏi phải lắng nghe, nhìn nhận và tôn trọng con người và các dân tộc địa phương như những người đối thoại có giá trị. Họ duy trì một mối liên hệ trực tiếp với lãnh thổ. Họ biết các mùa và tiến trình của lãnh thổ. Và vì thế, họ biết những hậu quả thê thảm mà nhiều sáng kiến đang gây ra nhân danh sự phát triển. Những sáng kiến ấy làm biến thái các hệ thống sinh tử của quốc gia. Rất tiếc là sự suy thoái môi trường cũng gắn liền với sự sa đọa về luân lý của các cộng đoàn chúng ta. Chúng ta không thể coi hai điều ấy là những vấn đề tách biệt nhau.
Đức Thánh Cha đặc biệt nêu lên thí dụ sự khai thác quặng mỏ bất hợp pháp trở thành một nguy cơ hủy hoại sự sống con người. Các rừng cây và sông ngòi bị tàn phá, cùng với tất cả những phong phú của chúng. Tất cả tiến trình suy thoái này bao hàm và nuôi dưỡng các tổ chức ở ngoài các cơ cấu pháp luật, làm suy thoái bao nhiêu anh chị em chúng ta, biến họ thành những đồ vật buôn bán, một hình thức mới của nạn nô lệ, phải làm việc bất hợp pháp, nạn tội phạm, và bao nhiêu sự ác khác, làm thương tổn sự tôn trọng cho phẩm giá của họ và phẩm giá của quốc gia. Cũng trong diễn văn trước chính quyền Peru, Đức Thánh Cha cảnh giác về nạn tham nhũng và nói rằng, đoàn kết làm việc để bảo vệ hy vọng đòi phải rất chú ý đến một hình thức tinh vi khác làm suy thoái môi trường và dần dần làm ô nhiễm các môi trường sinh tử, đó là nạn tham nhũng. Thứ vi khuẩn xã hội này gây thiệt hại dường nào cho người Mỹ Châu Latin chúng ta và cho các nền dân chủ tại đại lục được chúc phúc này. Đó là một hiện tượng làm nhiễm độc mọi sự và những người nghèo và trái đất là mẹ bị tổn thương nhiều nhất. Chiến đấu chống lại tai ương xã hội này là điều có liên hệ tới tất cả mọi người. Đoàn kết để bảo vệ hy vọng đòi phải có một nền văn hóa minh bạch trong các cơ quan công cộng, trong lĩnh vực tư nhân và xã hội dân sự. Không ai có thể ở ngoài tiến trình này. Nạn tham nhũng là điều có thể tránh được và đòi sự dấn thân của tất cả mọi người. Tôi khích lệ và nhắn nhủ tất cả mọi người ở những vị thế trách nhiệm trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy dấn thân theo chiều hướng vừa nói để cống hiến cho dân tộc và đất nước của quý vị sự an ninh nảy sinh từ xác tín. Peru là một môi trường hy vọng và cơ may thích hợp cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho một thiểu số. Làm sao để mỗi người dân Peru có thể cảm thấy rằng đất nước này là của họ và có thể thiết lập những tương quan huynh đệ và bình đẳng với tha nhân và giúp đỡ họ khi cần?